Luna lên bước của tên nàng yêu hả? Có MV của anh cô chưa? Ở hãng hôm nay cô đi ra MV chưa mọi người ạ? Mình đang đi quay nên là cũng khá là bận. Cảm ơn nhiều người xem quá. Cảm ơn mọi người nha. Sao anh không hello em bởi vì anh không nhìn thấy. Mời Luna đi, trời ơi. Vẫn ra ăn miếng cơm cái trang nào mọi người. Mình đang ăn cơm mọi người ạ. Mẹ Thu kêu cưới không phải mẹ Thu nha, mẹ tên là mẹ Hồng nha mọi người. Trời ơi, tôi thấy nhiều người hay nhầm nữa nha. Mẹ của Luna tên là Hồng, cô tên là cô Hồng. 21.000 rồi, cảm ơn mọi người đã đón xem livestream này nha. Cảm ơn mọi người vì trong rất nhiều cái livestream ngày hôm nay đã lựa chọn cái livestream của mình để xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không có ai muốn hỏi gì à? Mọi người hỏi đi, mình sẽ trả lời. Anh quê ở đâu? Anh ở Hà Nội. Lớp học Mản Mỹ vừa live xong, đúng rồi. Anh biết mà, nhưng mà thật ra có hẹn đấy. Vậy có hẹn hôm nay sẽ live, nhưng mà bởi vì là anh đi quay, anh vừa mới được nghỉ. Này mọi người, 8 giờ rồi mà bây giờ tôi... hello Thảo Vin, cảm ơn Thảo Vin. 8 giờ bây giờ tôi mới được ăn cơm rồi mọi người. Nhưng mà mọi người ăn cơm nha. Ê, đây là lần đầu tiên tôi ăn kiểu cái phá lấu này. Không phải ăn phá lấu bánh mì, mì gói thì nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên ăn phá lấu với cơm ấy. Tại vì cái suất cơm của mình là suất cơm cuối cùng. Bởi vì mình là người quay không khá chết, nên là mình không có quyền lựa chọn. Mời cơm 3 món, hôm nay mời cơm nha, nhà hôm nay có 3 món nha. Anh đang quay ở Vũng Tàu à? Đúng rồi. Đang quay ở Vũng Tàu chỗ nào đó em thật ra em cũng không biết. Chỗ này ở đâu nhưng mà hình như là nó cũng chỗ thành phố ấy mọi người, gần biển ấy ạ. Em cũng ở thành phố, khá là thành phố thôi. Chị Luna ở nhà. Chị Luna đang ở nhà, con nó không muốn nên anh không có cái gì để coi cả nhá mọi người. Anh chỉ có một cái điện thoại thôi, ở đây cũng không có một cái gì xài được. Anh đi mấy ngày vậy? Anh đi 9 ngày. Em ở Vũng Tàu nè. Xin chào toàn thể các anh chị em Vũng Tàu nha. Mọi người ơi, mọi người có thể recommend cho mình. À không, đang định bảo mọi người recommend cho mình chỗ nào ăn chỗ nào ngon ngon ở Vũng Tàu mà chợt nhận ra là mình chả có ngày nghỉ. Mình không có ngày nào để nghỉ cả. Ngày nào cũng là ngày đi làm hết. Nên là thôi chắc cũng không có đi ăn được. Ở đâu Vũng Tàu ngoài thứ nào em cũng không rõ được em ở đâu. Em cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người đã nghĩ đến bé Luna. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghĩ đến bé Luna. Ui, mới cắt tóc, đúng rồi, mới cắt lại tóc nha. Thật ra mấy hôm trước thì tóc dài hơn, nhưng mà nó vẫn là cái kiểu này. Nhưng mà phải cắt đấy, phải cắt để mình còn quay phim ấy mọi người. Anh đang mục bang phải không? Không, anh đang nói. Mời mọi người ăn cơm nhá. Nó ăn cơm không? Gói quà sinh nhật cho anh rồi mà chưa gửi được. Đông Phương Bạch này, hello Đông Phương Bạch. Cảm ơn mọi người đã tặng quà. Không đọc được tên bạn này, An Leo à? Ngọc Thơ. Phim gì vậy anh? Anh đang tham gia bộ phim truyền hình có tên là Phía Sau Cái. Từ này chạy quảng cáo không nói được mọi người ạ. Không cảm nha. Lần đầu anh gặp chị Luna là khi nào vậy? Đấy là cách đây gần 4 năm trời. 4 năm. Gần 4 năm thôi chứ không đến 4 năm, mấy tháng nữa. Bởi vì mình vào ngày tầm cuối tháng 10 mà bây giờ là tháng 8. Lúc đấy là ở công ty cũ. Ngày đầu tiên gặp Luna là ở đấy. Phía sau cái chớt. Diễm My 22 đây, anh đọc rồi nha. Sao không làm boy hai mái? Bởi vì phim này mình là công an ấy, nên là mình cần phải đổi hình ảnh nó trưởng thành, nó mạnh mẽ và nó rắn giỏi hơn một chút. Nên là mình đã phải cắt tóc. Xa và lưới tình ha. Đúng rồi mọi người. Thật ra thì lần đầu tiên gặp Luna thì cũng không có ấn tượng gì đâu. Cũng không có ấn tượng gì mạnh cả. Nhưng mà cũng phải mất vài tháng làm việc chung. Nhưng mà mình bắt đầu mình nhận ra ấy. Ngày xưa bà Luna, bà ấy gọi là sao chẳng,
các cụ mình hay có cái từ gọi là bà la sát ấy mọi người. Kiểu ngày xưa Luna là quản lý của nhóm mà, nên là đến muộn một cái á là anh chưa đến à, anh biết bây giờ giống anh biết bây giờ mọi người đang chờ anh không nha. Thử mình cười lắm mọi người. Nhưng mà thì lúc làm việc với vậy hầu ấy tôi bình thường đáng yêu lắm, bình thường kiểu nói chung là rất là đáng yêu, rất là đáng yêu, đáng yêu lắm. Bây giờ mọi người muốn tôi kể thì mọi người phải hỏi, mọi người phải hỏi anh có nhân vật chính không. Me where you not at home. Hi, it's that lemon. No, it's not lemon. Oh, it's that lemon. Hi, lemon. Now I'm in the hotel in Vũng Tàu. I'm going to the record the new film, and Vũng Tàu is the new location I need to move in and to starting a record the film. Yeah. And this is the motel. Hotel is not motel, hotel. Sao anh lại thích chị Luna vậy? Bởi vì đầu tiên anh thích từ con người, đầu tiên anh thích từ con người trước, con người rồi tính cách của Hằng, xong rồi tiếp xúc dần ấy thì anh lại thấy Hằng là một người, ý là có rất nhiều những cái phía bên trong ấy mọi người, có rất nhiều những cái điều mà nếu mà không chia sẻ ra thì mình không nghĩ rằng em ý đã trải qua những cái điều như vậy. Đó, kiểu như thế. Mà đáng yêu lắm. Đáng yêu lắm mọi người. Đáng yêu lắm. Người ta có một lần, mọi người không biết đâu, rất là mọi người không thể biết được. Đã có lần mình với Hằng đi từ thiện với nhau rồi. Nhưng mọi người có thể biết là mình hay đi phát cơm ấy, kiểu vậy. Thế là mình cũng rủ bà, xong rồi hai đứa lại rong ruổi ở trên xe. Hôm đấy hai đứa làm nấu cùng với nhau khoảng 20 phần đồ ăn, xong rồi ngồi trên xe cứ vừa đi vừa tám chuyện thôi, cứ lượn khắp Sài Gòn thôi mọi người, cứ vừa đi vừa tám chuyện kể với nhau khắp mọi thứ ở trên đời, xong rồi phát cơm, xong rồi vui lắm. Xong rồi khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh mà Hằng đưa cơm cho người ta ấy, mình rất là thích cái hình ảnh đấy. Trời ơi, xinh mà đáng yêu mà kiểu gặp bà tiên đấy. Nghe buồn cười ha. Phải dí gần vào một tí thì mặt nó mới sáng hơn được. Mình đang phải bật một cái TV đấy. Để cho nó sáng cái mặt của mình lên. Where are you? I'm in hotel. Sao anh không cắt kiểu hai mái? Trời, tôi đã trả lời câu này 1000 lần rồi. Không sao. Bởi vì anh đang tham gia phim. Hiện tại anh đang tham gia một dự án phim và vai diễn của anh là vai diễn công an. Đấy nhá, ai mà hỏi thì nhớ ở lại mà nghe nhá. Vai diễn của anh là vai diễn công an nên là anh cần phải thay đổi hình ảnh để cho nó cứng cỏi và nó hợp vai hơn. Nhá. Anh không xem MV của cô đi à? Không phải là anh không xem, mọi người phải nghe này. Tất nhiên là anh sẽ xem, nhưng mà tí nữa anh xem. Mọi người phải hiểu là bây giờ anh chỉ có một cái điện thoại thôi. Mình chỉ có một cái điện thoại thôi thì làm sao mà mình có thể làm được nhiều tác vụ được. Mọi người hiểu không? Miu, I haven't seen you eat for a long time. Yeah. You can see me eat right now. But it's not a chicken rice. It's not a chicken rice. I'm so sad. Không sao nào vậy? Anh ơi, anh cũng không có nhớ tên nha. Cái này nó là nhà nghỉ thì đúng hơn mọi người. Nhưng nó không hẳn một cái khách hàng. Rồi tiếng Anh hay quá không? Hi, what are you doing? I'm eating. Không, tiếng Anh mình tệ lắm mọi người. Thật đấy. Tiếng Anh mình tệ lắm. Nguyễn Quang cảm ơn. À, Nguyễn Quốc Trung. À, anh Trung. Trời ơi, đỉnh vậy. Anh Trung tặng mình một
một chai nước hoa. You still like chicken rice so much? Yeah, exactly. I really love the chicken rice. It's the favorite thing. The favorite food I really want to eat. Exactly. Before I coming to the Ho Chi Minh City, I'm not eating chicken rice usually. Yeah. But I don't know, somehow when I come to the Ho Chi Minh City, I eating the chicken rice a lot, so many times. I don't know why, but it's really good. The tasty is really awesome. Yeah. Sẽ không nói tiếng Việt bởi vì là có bạn sử dụng tiếng Anh để hỏi anh thì anh trả lời lại bằng tiếng Anh thôi, và bạn ý cũng là người nước ngoài nên là mình phải trả lời tiếng Anh để cho người ta hiểu chứ, đúng không? Nhìn anh như bổ chị Luna. Úi trời ơi, ai đấy, ai nhìn mà đỉnh ấy, ai nhìn mà hơi bị giỏi đấy. Tôi rất rất là đánh giá cao cái con mắt nhìn người của bạn đấy, bạn nào đấy. Phim anh bao giờ công chiếu? Phải cuối năm em ạ. Quay xin phim xong anh để lại tao hai mái. Ừ, có thể nha. Nhưng mà nói chung là anh thì anh vẫn luôn ưu tiên cho công việc đầu tiên. Về những cái ví dụ như là hình dáng, kiểu tóc các thứ thì anh sẽ ưu tiên cho công việc. Đó, kiểu vậy. Nói chung là mình cũng phải. Bình thường anh gọi chị Luna là gì vậy? Anh gọi là bé. Anh gọi là Hằng. Không hiểu sao anh rất ít khi gọi là Luna nhá. Thề luôn. Anh gọi là Luna, thường anh chỉ gọi là Luna khi mà ở chỗ đông người ấy, anh gọi, mà bởi vì anh sợ gọi Hằng em ý không nhận ra, nên mình gọi Luna thì người ta biết luôn ấy. Kiểu vậy, anh sợ là em ý không nhận ra nên anh thường anh sẽ gọi là Luna. Còn đâu thì anh thích gọi là Hằng hơn, kiểu cảm giác nó là cái tên gọi của mình thôi ấy. Kiểu vậy. Mình vừa phải out ra ngoài để mình trả lời công việc. Từ nãy mình phải sắp xếp công việc ấy, xin lỗi mọi người nha. Trời ơi, ra ngoài và phát mất 2.000 người. Buồn quá. Mọi người ơi, mình có thể chia sẻ lại livestream này để cho mọi người vừa ra khỏi livestream có thể quay lại không? Đủ chị Luna đi, chị Luna còn phải ăn uống nữa mọi người. Mình cũng muốn livestream với Luna lắm, nhưng mà tại vì em cũng vừa mới live ở trên cùng với mọi người xong ấy, nên là mà em thì em cũng chưa có chuẩn bị được cái việc ăn uống ấy, thì mình cũng muốn để cho em ăn xong đã, xong rồi live thì sẽ live sau cho mọi người. Miu Luna have new song, congratulations. Will you be in the MV? I don't know. If you want to know, maybe you need to watch the MV. Yeah. If you want to know, maybe you need to watch the Luna MV. Huh? Right? Anh uống nước gì vậy? Anh đang uống Nói thật với mọi người, nhìn thế này thôi nhưng mà nó là bò húc à? Nó là bò húc ấy mọi người, tại vì phải uống để cho tỉnh ngủ ấy. Chứ hôm nay bọn mình sẽ quay vào đêm ấy, nên là nếu mà không thức được thì nó oải lắm. Quay buổi đêm nó rất là oải luôn ấy. Anh ở đường V3 Vũng Tàu, anh không biết nữa, thật sự anh không biết nó tên là gì nữa mọi người ạ. Anh cũng không biết nó tên là gì nữa. Hai Trần Lê Đức, hai cô. If you are in the movie, I will go to see it. Yeah, I'm in the MV. Yeah, exactly, I'm in the MV. Yeah. Nhìn anh như trai Việt Nam, đúng rồi, anh là người Việt Nam mà. Tự hào là người Việt Nam. 247 mới tỉnh ngủ. Mình cũng ít uống 247, nhưng mà tại vì ngày xưa ấy, khi mà mình còn đi trực ở trong viện ấy, thì mình cũng uống bỏ cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái này mình không có khuyên mọi người uống nha, tại vì uống nhiều nó cũng không có tốt.
thích nghe bài đã bao lần của anh. Ồ, anh cảm ơn nha. Trời uống ít bao hút thôi em ơi. Dạ em nhớ rồi, thật ra thì em uống ít lắm, sự thật đấy. Em vẫn uống rất ít. Cái thứ nước nhiều nhất em uống nó là nước lọc với cả nước trái cây, với cả nước ép trái cây. Nước lọc là bởi vì em thích, em rất là thích uống nước lọc. Có nghĩa là không phải là thích uống nước lọc mà là em rất thích uống nước. Bình thường em mà không uống nước thì em sẽ không chịu được. Có nghĩa là em có thể không ăn cũng được, nhưng mà bắt buộc em cần phải uống. Em rất là thích uống nước. Còn nước ép trái cây là bởi vì là từ ngày chơi với Hằng, xong rồi quen theo cái tính đấy. Thế là cũng 3 năm nay rồi em cũng uống rất là nhiều nước ép trái cây. Kiểu như là khi mà mình đi ra hàng cà phê để ngồi bạn bè hay gì ấy, thì em sẽ chỉ gọi nước dừa hoặc nước ép trái cây gì đó thôi. Kiểu bị nhiễm thói quen ấy. Ngày xưa thì mình có một thói quen là mình rất là thích uống Americano đá không đường. Nó khá là tình ngủ. Nhưng mà không phải chỗ nào mình mua Americano nó cũng ngon. Thế nên là mình cũng không còn uống nhiều nữa. Hello, what's your name? You can see my name on the ID in my TikTok account. Yeah, you can know my name. Sao anh không làm ở bệnh viện nữa? Thời gian anh làm chỉ là thực tập thôi. Anh chỉ là thực tập thôi chứ không phải là anh làm công ăn lương gì cả mọi người ạ. Nên là khi mà mình thực tập xong rồi thì mình cũng có những cái công việc khác. Ví dụ như hiện tại anh đang có một công việc khác thì anh tập trung làm ở công việc này thôi. Với cả anh cũng không phải là một người giỏi trong việc việc làm nhiều việc cùng một lúc. Thật sự mình khá là kém trong việc làm nhiều thứ cùng một lúc. Mình chỉ có thể tập trung vào trong một việc thôi. Nên là để mà mình vừa làm cái này vừa làm cái kia thì mình sẽ bị lác ấy. Arsenal vô địch chuẩn luôn. Sao môi anh đỏ vậy? Vì anh chả biết môi đỏ. Rồi từ Hà Nội về Việt Nam được bao nhiêu năm? Chắc được có hơn 1 năm ấy mọi người ạ. Khoảng 1 năm. 1 năm. Đồng hồ anh đang xài là hãng G-Shock. Anh biết tiếng Thái không? Gọi là sau quả đi ca, xong rồi có pun ca thì mình không thể nói là mình biết tiếng được mọi người ạ. Bản tiếng Anh như gió vậy, không, mình nói tiếng Anh tệ lắm mọi người. Anh với chị Luna người yêu chưa? Chưa, tôi cũng đang mong lắm mọi người. Sắp thành công rồi. Nói chung là tôi thấy tôi cũng ok phết. Anh đi 9 ngày anh nhớ chị Luna không? Có chứ, có. Nhìn anh đẹp trai quá, anh cảm ơn nha. Em ở Vũng Tàu nè. Ồ, xin chào Nguyễn Hằng Linh. Phan Thanh, anh nằm ở Vũng Tàu à? Đúng rồi, anh đang ở Vũng Tàu. Đức ơi, tranh thủ con chị ngủ lao xem like luôn. Ồ, em từ từ em phải kéo lên xem tên chị Hà Mỹ Phương. Em cảm ơn chị nha. Nếu mà chị đã xem cái like của em rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự, nếu mà mọi người để ý thì ở bất kỳ cái live stream nào của mình cũng muốn cảm ơn mọi người. Bởi vì là trong một buổi tối hay là một ngày này, có rất nhiều người live stream, nhưng mà mọi người vẫn chọn cái live stream của mình để ở lại và theo dõi. Thì với mình là một cái gì đó rất là vui rồi. Có nghĩa là nhá. Cảm ơn Sam Di Lai. À, tê chân quá. À, ấy. Tay chân quá. Mọi người tay chân quá. Không rối được chân rồi. Tay chân quá. My leg. Oh my goodness, my leg. Tay chân quá. Không rối được chân, không rối được chân. Từ từ. Bây giờ phải rối cái chân không tê trước đã. Không đáp được. Ý, đau quá. Tê chân quá. Tôi đang tê chân mà mọi người hỏi Luna hoài vậy. Tê chân quá. Hướng domino là sao? Còn ai tê chân nữa à? Tê quá. Tê chân quá, không nhấc được cái nhấc lên nhé. Tê chân quá, không phải chỗ tốt đâu mà mình bị vậy mọi người.
Vì ngồi lâu một tí nữa mình sẽ tê chân. Nói tuổi già thì không ai tin, nhưng mà thật sự tuổi già thật. Nhớ được rồi. Phải duỗi cái chân đó. Bấm ngón chân cái đi á. Anh không vẫn đau lắm. Tôi đang phải bẻ nhất ai rồi. Luna bảo sẽ mua bánh đúc cho anh á, ghê vậy. Rồi đỡ rồi. Hai chân như một, chân như quả cần. Đang định khoe là hết đau chân rồi, hai chân như một đá chân thôi, cước chân như quả thần. Đi sai giày thứ 41. Già rồi lấy vợ đi anh. Mẹ anh giúp anh lấy vợ nhiều lắm. Từ nãy giờ chưa ăn được hết hộp cơm rồi mọi người ơi. Nói chuyện mọi người chưa ăn được hết hộp cơm. Đồ anh biết em tên thì anh chưa kịp đọc luôn thầy. Trời ơi, anh ơi, đến nhận lên là... Anh học ngành gì? Ngày xưa anh học ngành điều dưỡng. Ngày xưa anh học điều dưỡng đa khoa. Anh đang Vũng Tàu ạ. Đúng rồi. Em có thể nhìn thấy cái caption của cái livestream này. Đẹp như trai Hàn. Nhưng mà mình là người Việt nha mọi người. Mọi người ở Việt Nam mình đẹp trai mà. Không, mình không nói mình nha. Tôi không nói tôi nha. Nhưng mà người Việt Nam mình đẹp trai mà. Trời ơi, sao lại hỏi câu dễ nhỉ? Đúng không, em biết họ của bé Hằng là gì. Vậy là năm nay anh đón sinh nhật ở Vũng Tàu rồi, đúng rồi. Anh mang dép sầu riêng mà phải không? Sao biết? Đúng luôn này. Anh mang dép sầu riêng là chuẩn luôn. Anh mang dép sầu riêng vừa không ạ? Của Phương Di anh có hôm nay. Hôm nay anh đi ấy. Đâu rồi? Thôi chết rồi, anh để đôi dép ở ngoài ekip rồi. Nãy anh đi giày về. Còn em là Bà Rịa cùng ngành y về em rồi. Xin chào đồng nghiệp nhá. Thật sự nhá, mình biết rằng những người đang học ngành y hoặc là đang làm ngành y, mọi người vất vả dã man nhá. Thì mình kể cho mọi người một chút nhá về mình. Có nghĩa là một trong những cái lý do mà mình không theo ngành y nữa là bởi vì một phần là mình cũng thích nghệ thuật, mình thích nghệ thuật hơn. Và cái thứ hai là mình cảm giác như là ngành y ấy đòi hỏi nhiều thứ lắm mọi người. Có nghĩa là mình cần phải giỏi và mình cần phải tập trung cũng như là phải có sự chăm chỉ ấy. Và với mình thì mình cảm giác như là mình chưa đủ tốt để có thể theo được ngành y. Mà ngày xưa tôi có một suy nghĩ là như này này. Ví dụ là học kinh tế hay học gì ấy, nếu mà có sai số đến hàng chục tỷ đồng hay hàng trăm tỷ đồng thì nó vẫn là cái giá trị vật chất, thì vẫn có thể đền bù được. Nhưng mà y nó là liên quan đến con người ấy. Có một cái sai số gì đấy thì nó tệ lắm. Mình không đoán được trước điều gì cả. Nên là bản thân tôi cảm thấy tôi không đủ giỏi để tôi có thể theo đuổi được cái ngành đó. Nên là thời gian học thì mình cũng rất là cố gắng, cũng rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà thật sự nếu mà ở đây đang có những người, người anh, người chị, người bạn hay là người em đang theo ngành y, thì mình có một lời, gọi là sao nhỉ, một cái lời gọi là tôn trọng, một cái sự tôn trọng dành cho mọi người. Bởi vì thật sự đây là một ngành nghề rất là vất vả và rất là mệt. Thật sự luôn, học y cực lắm hả anh em đang tính theo. Học cái gì cũng cực em ạ. Làm gì cũng cực, học cái gì cũng cực. Kể cả bây giờ anh đang là diễn viên cũng cực. Cực lắm, thật. Nhưng mà nói chung là nghề nào thì cũng vất vả ấy. Nghề nào thì cũng vất vả, nghề nào thì cũng có cái khó khăn. Nên là cứ muốn thì cứ làm đi. Muốn thì cứ làm, cứ cố gắng đi. Mà học y nhiều cái kỷ niệm lắm mọi người. Thật, học y rất nhiều kỷ niệm luôn. Mình nghĩ rằng cái thời gian mà mình ở trong quân ngũ ấy, nó không nhiều kỷ niệm bằng việc mình học y luôn á. Tôi kể cho mọi người nghe nhá. Ngày xưa có một lần tôi trực tại bệnh viện. Ngày xưa là tôi học tại Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Xong rồi trường tôi thì sẽ thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai luôn. Bởi vì là trường tôi là trường của bệnh viện.
Mà nếu mà ai ở ngoài Bắc ấy, thì mọi người sẽ biết được là bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện trung ương tuyến đầu. Cái lượng bệnh nhân mỗi ngày rất là đông, mình phải nói cái từ là rất là đông. Đông lắm mọi người, phải hàng ngàn người mỗi ngày ấy. Xong rồi, nên là cái khối lượng công việc của mình rất là nhiều. Thế là mình vẫn nhớ là có một câu chuyện là vào cái ngày 30 Tết, đêm 30 Tết thì mình có trực, mình trực từ 30 đến sáng mùng 1 luôn. Thì hôm đấy là mình trực ở khoa cấp cứu. Xong rồi có nghĩa là kể như này cho mọi người dễ hiểu nhá. Khoa cấp cứu mà, nên là những cái vấn đề, những cái can ca mà chấn thương nặng ấy, rất là hay đưa đến cho mình. Xong rồi lúc đấy là 30 Tết và đúng vào cái khoảnh khắc đón giao thừa ấy, thì bên tay phải mình thì nghe thấy tiếng pháo hoa, còn bên tay trái mình thì nghe thấy tiếng người nhà than khóc bởi vì người nhà họ vừa mất. Nói chung là cái cảm xúc nó lẫn lộn lắm mọi người ạ. Có nghĩa là mình chỉ cần nhìn qua cửa sổ thôi là mình sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh của mọi người đang hạnh phúc đón năm mới, kiểu như là rất là vui vẻ trong cái thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Nhưng mà ngay ở bên tai bên trái này thôi thì nó lại là tiếng khóc, nó lại là cái tiếng khóc, tiếng, nói chung là nó buồn lắm mọi người, nó buồn lắm, buồn lắm luôn đấy. Bây giờ mình phải tiếp tục đi quay đây, tạm biệt mọi người nha, mình phải đi quay rồi, tạm biệt mọi người nhá. Bye bye, cảm ơn mọi người vì đã đón xem livestream của mình. Bây giờ thì mình sẽ tắt máy đây và mình sẽ đi quay đây. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.